Xin chào tất cả các bạn, tên mình là Tùng. Mình từng là học viên tại học tiếng Nhật cùng Akira. Mình đã sang Nhật được khoảng 2 năm rồi. Và từ bây giờ trở đi mình muốn làm một series hướng dẫn các bạn về phương pháp học tập và sinh sống tại Nhật Bản. Trong video lần này thì mình muốn nói về những vật dụng các bạn nên chuẩn bị trước khi mang sang Nhật. Những thứ đầu tiên mà mình muốn các bạn chuẩn bị cho mình trước khi mang sang Nhật ấy, đấy là những đồ dùng vệ sinh cá nhân quan trọng với bạn. Ví dụ như là bàn chải, khăn mặt, kem đánh răng. Hoặc đối với các bạn nam thì mang theo cả bàn cạo dầu nữa. Đây là những vật dụng không phải là khó tìm, khó mua ở bên Nhật Bản. Nhưng mà đây là những đồ dùng mà bạn khi nào bạn cần đến là phải có. Thế nên là mình muốn các bạn chuẩn bị sẵn cho mình. Buổi sáng đầu tiên khi mà các bạn đến Nhật ấy, thì các bạn nên có sẵn bàn chải để đánh răng và khăn mặt để rửa mặt. Để bắt đầu một ngày mới thì ở bên Nhật thì có rất nhiều việc để làm ý. Thì nếu như bạn không có những đồ dùng cá nhân như vậy thì sẽ rất là ảnh hưởng đến các việc khác. Điều thứ hai nhưng mà quan trọng không kém, đấy là các bạn nên mang những quần áo như thế nào sang Nhật. Thì theo ý kiến của mình ý, Nhật nằm ở vùng ôn đới và mùa đông thì có lúc nhiệt độ sẽ xuống tới tận 0 độ và thậm chí là có tuyết rơi nữa. Nhưng mà rất may mắn là ở vùng Tokyo mình ở thì được bao quanh bởi những dãy núi và mùa đông thì may mắn là tuyết không rơi nhiều như vùng khác. Nhưng mà các bạn nên chuẩn bị cho mình, nếu mà những bạn sang đợt tháng 4 ý, thì nên mang cho mình một cái áo khoác, một đôi găng tay, một chiếc khăn gió để nếu như các bạn đi ra ngoài vào buổi đêm ý, thì có thể mặc để giữ ấm. Mặc dù trời tiết tháng 4 thì không còn lạnh nữa, nhưng mà các bạn đi ra ngoài buổi đêm thì nhiệt độ ban ngày, nhiệt độ buổi đêm chênh lệch nhau rất là lớn. Thế là để không bị ốm thì các bạn nên mang những cái đồ mà mình vừa kể trên. Còn đâu thì từ tháng 4 trở đi thời tiết sẽ bắt đầu ấm dần lên ý, thì các bạn nên mang cho mình quần áo mùa hè nữa, tầm khoảng 3-4 bộ gì đấy. Thì những bạn nhập học vào kỳ tháng 10 ấy, thì mình cũng được khuyên như thế này, thì các bạn chỉ nên mang những quần áo mặc trong vào mùa đông sang thôi. Ví dụ như là áo phông, áo len, hoặc là găng tay, hoặc là tất vẫn mua sẵn ở Việt Nam mang sang. Còn đồ áo khoác thì mình khuyên các bạn không nên mang nhiều quá, chỉ cần mang một cái thôi. Lý do tại sao ấy, tại vì áo khoác mùa Việt Nam thì thường là không thể nào mà chống lại cái rét ở bên Nhật được. Nhiều lúc nhiệt độ sẽ xuống dưới tận 0 độ, mặc dù ở Nhật thì độ lạnh thì không rét buốt như ở Việt Nam, nhưng mà nếu như xuống dưới ngưỡng nhiệt độ đấy thì những cái bộ quần áo không chuyên dụng thì không thể nào mà chịu được. Thế nên là mình khuyên các bạn mang quần áo mặc trong cộng với thêm một ít tiền nữa để mua những cái áo phao hoặc là những cái áo giữ nhiệt chuyên dụng để chống rét ở bên Nhật này. Có một điều nữa mà ở Nhật rất khác so với Việt Nam ý, đấy là nếu như bạn đến hiệu thuốc, nếu mà không có đơn kê thuốc của bác sĩ thì các bạn sẽ không thể nào mua thuốc kháng sinh hoặc là thuốc đau bụng đâu. Những hiệu thuốc ở Nhật thì mình thấy họ chỉ tập trung vào bán những cái đồ vitamin, đồ làm đẹp dành cho các bạn nữ thôi. Còn nếu như mà các bạn bị ốm ý, thì thay vì mua thuốc kháng sinh, các bạn sẽ phải mua một loại thuốc vitamin để tăng cường đề kháng cho cơ thể. Mà theo mình thấy là thuốc này nó không hề rẻ một chút nào cả. Lần trước mình bị ốm ý, thì mình mua 2 lọ thuốc vitamin này và mỗi lọ giá rơi vào tiền Việt khoảng 200.000 một lọ liền. Và mình thấy thế thì nó rất là tốn. Thì nếu như mà các bạn không muốn tốn nhiều tiền như mình được đấy, thì các bạn nên mang cho mình một ít thuốc kháng sinh hoặc là Panadol cảm cúm. Vật dụng tiếp theo mình muốn các bạn mang sang Nhật để dùng, đấy là mang cho mình gia vị, bột nêm, mì chính. Nói chung là tất cả những loại gia vị mà các bạn hay dùng để nấu ăn ở nhà. Thì ở bên Nhật thì những có những cái loại gia vị tương đương với những loại mà mình vừa kể trên, nhưng mà để mà mua được ấy nó rất là khó, cùng với cả đấy không phải là gia vị chính của người Nhật. Thế nên là nếu như mà các bạn muốn nấu ăn như ở Việt nhà ấy thì nên mang cho mình những gia vị như trên. Ở Nhật thì rất khó để mua tương ớt, mình phải công nhận người Nhật thì rất ít ăn chua và ăn cay, đồ ăn ở Nhật thì thường mặn và ngọt. Thế nên là nếu các bạn muốn ăn tương ớt thì nên mang cho mình vài lọ tương ớt chín xu sang. Và quan trọng không kém thì nếu như các bạn có sẵn smartphone hoặc là điện thoại ở Việt Nam mà đang dùng ấy, thì các bạn cũng nên mang sang Nhật. Thì ở Nhật thì lúc mới sang các bạn có thể không có sim để nghe và gọi, nhưng mà nếu như mà có những cái máy điện thoại như thế thì các bạn có thể dùng để truy cập vào các điểm truy cập internet công cộng. Thì đấy sẽ là những cái mà bạn dùng để liên lạc với cả gia đình hoặc là những anh chị phụ trách ở trong trung tâm trong những ngày đầu tiên mới sang Nhật. Nếu mà chưa có sim ý, đấy là cách duy nhất để các bạn liên lạc thế giới bên ngoài. Thế nên là nếu mà các bạn có sẵn rồi thì nên mang sang cho mình. Ngoài ra còn có hai vật dụng nữa mà không bắt buộc nhưng mà mình muốn nói ra để cho các bạn tham khảo thêm. Đấy là các bạn có thể mang sang một bộ vest hoặc là
mang theo những sách vở viết bằng tiếng Việt mà chưa thể mua được ở Việt Nam ấy. Vest ở trong văn hóa Nhật ý, thì các bạn có thể thấy là người Nhật mặc vest vào rất nhiều dịp. Người ta mặc vest đi làm, người ta mặc vest để đi dự đám cưới, đi dự lễ tang hoặc là vào những ngày lễ rất là quan trọng. Thế nên là nếu như mà các bạn sang Nhật ý, thì nên mang cho mình một bộ vest. Các bạn sẽ phải mặc vest vào lễ nhập học hoặc là vào những cái buổi phỏng vấn từ trường tiếng lên trường xem môn hoặc là vào trường đại học chẳng hạn. Thì bộ vest là một cái mà bắt buộc các bạn phải mặc để đi phỏng vấn. Và có một điều mình muốn lưu ý các bạn là nếu như mà các bạn muốn may vest ở Việt Nam ý, thì các bạn nên tìm một nhà may uy tín và nói với họ là bạn may vest để mang sang Nhật. Có những tiêu chuẩn riêng dành cho bộ vest ở bên Nhật như thế ý. Thế là nếu như mà các bạn mà đã định mang vest từ Việt Nam sang ý, thì mình nghĩ các bạn nên tuân thủ. Nếu mà các bạn không muốn là mang bộ vest từ Việt Nam sang mà sang Nhật mà không thể dùng ở bất kỳ dịp nào hết thì rất là phí và rất là tốn thời gian cũng tốn tiền nữa. Còn nói về những cái quyển sách mà mình muốn các bạn mang sang Nhật ý, thì các bạn nên mang cho mình những quyển giáo trình viết bằng tiếng Việt, ví dụ như quyển Minano Nihongo bản tiếng Việt chẳng hạn. Phòng trong trường hợp là các bạn không hiểu giáo viên trên lớp giảng bài về cái gì thì bạn có thể mang tài liệu tiếng Việt ra để tham khảo lại, để có thể hiểu và theo sát bài học được. Cùng với cả những bạn mà muốn học lên thượng cấp trong tiếng Nhật ấy, thì những sách vở đấy ở bên Nhật thì mua cũng giá cũng rất là đắt, cộng với là không có sách bằng tiếng Việt nữa. Đối với những bạn mà không thể đọc được tiếng Anh hoặc là vẫn còn yếu tiếng Nhật ấy, thì các bạn thì mình khuyên là các bạn nên mua sẵn những quyển sách như thế ở Việt Nam mà mang sang. Và mang sang với số lượng bao nhiêu ấy, thì mình nghĩ là không nên mang quá 5 quyển. Tại vì nếu mà nói ra thì cứ 6 tháng một lần thì lại có một đợt nhập học. Thì nhớ những đợt nhập học đấy thì mình đều nhờ người quen mang hộ sách từ Việt Nam sang cả. Và cứ 6 tháng như thế thì các bạn chỉ nên mang 5 quyển thôi. Tại vì trong một tháng thì chưa chắc bạn đã giải xong được một quyển sách. Thế nên là nên mang dưới cái số lượng là 5 quyển. Và nên mang cho những quyển nào mà mình thấy các bạn thực sự ưng ý mà thôi nhé. Thế mình là Tùng và đây là video mình làm lần đầu tiên để nói về cuộc sống và sinh hoạt ở bên Nhật. Thì vì lần đầu tiên nên là còn có nhiều điểm chưa được tốt, hy vọng các bạn bỏ qua và góp ý thêm cho mình để mình có thể cải thiện trong những lần sau. Thì trong những video lần sau thì các bạn muốn mình nói về chủ đề gì thì hãy comment bên dưới và like và share nếu như các bạn cảm thấy video này có ích. Cảm ơn và tạm biệt các bạn. ありがとうございました